Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho người về sự kiện mới để săn trang phục Zata tác đăng đại của chúng ta quay trở lại vào thể lệ vô cùng mới. Thì video này thì mình sẽ chia sẻ cho người về chi tiết thể lệ của sự kiện và review cho người xem sự kiện tổng bao nhiêu quân huy để mọi người có thể săn được trang phục nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận ra phía dưới giúp mình. Và nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, và trước mặt mọi người là sự kiện để săn trang phục Zata tác gia đương đại hay là trang phục Zata SR Dream nhá. Thì trang phục này bắt đầu trở lại vào ngày 19 tháng 3 cho ngày 7 tháng 4. Thì khi các bạn tham gia sự kiện này thì các bạn sẽ tham gia lượt đầu với giá chỉ có một quân huy nhá. Thì hiện tại thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn sẽ liên hệ qua số Zalo mình đó 0359188642 nhá. Thì vào ngày hôm nay thì mình thấy là một số bạn săn ấy thì trung bình các bạn sẽ săn tầm khoảng từ 1k8 đến 2k quân huy cơ. Còn hôm nay thì mình thấy là một hai bạn sẽ săn tầm khoảng một bạn là 1k con huy, 1k gọi là dưới 1k con huy, của một bạn là 1k2 con huy đã ra trang phục gia ta tác gia đương đại rồi. Thế nên hai bạn đó thì rất là hên, còn lại thì mình thấy là toàn tầm khoảng 1k8 con huy đến tầm 2k con huy thôi. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch uy tín giá rẻ này, tham gia sự kiện là săn trang phục gia ta này ý, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình đó 0359188642 nhé. Thì các bạn thể nạp cho mình cái gói 960.000, các bạn sẽ nhận được 2090 con huy. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu nạp con huy sạch cứ liên hệ qua số Zalo mình, đảm bảo uy tín 100% nhé, thì các bạn yên tâm nhé. Ok, thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào tham gia sự kiện. Và mọi người đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm video hơn nhé. Ok, thì hiện tại thì mình sẽ mượn nick bạn này và review cho các bạn. Thì hôm nay thì mình đã nạp cho bạn này nick được tầm khoảng hơn 2k con huy. Đó, thì nick bạn này hiện tại đang có 68 tướng và 169 trang phục, tỷ lệ thắng là 53.6%. Bức danh hiện tại, bức danh cao thủ, bức danh cao nhất cũng là bức danh cao thủ nhé. Đó. Ok, thì sau đây thì mình sẽ tiến hành review cho các bạn thôi. Thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín rẻ ấy, thì các bạn cứ có thể liên hệ qua số Zalo mình đó là 0359188642 nhé. Thì mình đã chia sẻ các bạn rồi, thì sự kiện này các bạn săn cho mình tầm khoảng từ 1k cho đến tầm khoảng 2k con huy là các bạn thể sở được. Còn anh em nào muốn chắc chắn ấy, thì các bạn thể nạp cho mình cái gói 2k con huy là chắc chắn nhất. Đó, gói đó thì các bạn có thể là sở hữu luôn trang phục Zata rồi. Đấy, gói đó thì chắc cú rồi anh em. Đó. Thì hôm nay thì mình đáng nhẽ là mình nạp cho bạn này là đáng nhẽ nick bạn này được 2090 con huy cơ, nhưng mà bạn này lại kiểu nạp lẻ ấy, nên là bị mất tầm khoảng 50 con huy. Nếu mà anh em nào cứ nếu muốn lãi thêm con huy thì các bạn cứ nạp cho mình cái gói 960.000, thì các bạn nạp từ sò các bạn chuyển sang ấy, các bạn nạp sò các bạn chuyển sang thì nó sẽ được rẻ con huy, được thêm 50 con huy nữa. Thì trước khi các bạn tham gia sự kiện ấy thì mình khuyên các bạn nên xóa vào hòm thư đi, để tránh trường hợp mà khi các bạn tham gia sự kiện xong thì nó gửi vào hòm thư, các bạn bị đầy hòm thư là các bạn sẽ bị mất vật phẩm. Thì mất vật phẩm các bạn vẫn lấy lại được thôi. Thì anh em nào bị mất vật phẩm các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình để mình hỗ trợ các bạn lấy lại nhé. Đó. Thể lệ của sự kiện thì cũng khá đơn giản. Đó, thì chỉ cần các bạn quay cho mình đủ 5 tầng thì chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trang phục Zata tác gia đương đại. Và khi các bạn quay được tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Ví dụ là vé quay thì không này, giấy bậc S số lượng 20 giấy này, giấy bậc S tuyệt sắc số lượng 10 giấy này, và đã tiến hóa và lên cao cấp này, và trang phục Zata tác gia đương đại. Thì khi các bạn mở khóa ấy, thì các số lần thì sẽ tăng con huy theo các bạn lần các bạn mở. Có nghĩa là các bạn càng mở tăng lên ấy, thì các bạn sẽ mất càng nhiều con huy. Đó, thì mình đã tính của sự kiện này như mất là max là 2.000 con huy, giao anh em max là 2.000 con huy là các bạn thể sở được trang phục Zata nhé. Thì thể lệ của sự kiện này khá giống cái sự kiện là gọi là khá giống kiểu mấy cái sự kiện thu tập kiểu huy hiệu các thứ ấy mọi người. Thì rất là rẻ, thì các bạn sẽ chỉ cần sự kiện này các bạn chỉ cần quay đầu với giá là một con huy sao ấy, hay là 9 con huy đó, thì các bạn chỉ cần quay cho mình vào con mèo thì các bạn sẽ nhận các phần thưởng ứng. Sau các bạn sẽ bấm quay, thì mỗi lần quay thì các bạn có cơ hội sở hữu luôn trang phục Zata tác gia đương đại luôn. Nhưng mà cái đó thì các bạn phải thật may mắn, chứ còn bình thường thì các bạn khó có thể nào mà sở hữu được trang phục Zata tác gia đương đại luôn. Thế nên các bạn trung bình các bạn tầm khoảng 1k con huy. Đấy, các bạn cứ thế các bạn bấm quay thôi. Ra mèo thì các bạn lại bấm vào cái phần bên dưới cái hình của Zata, các bạn bấm quay tiếp. Đó.
sự kiện đợt trước ấy thì mình săn trang phục này cũng mất tầm khoảng 2k con huy, thì sự kiện lần này thì cũng gọi là tầm khoảng 2k con huy, nó cũng kiểu thay một chút về thể lệ thôi nhé, còn con huy vẫn như vậy nhé. Trang phục Zata này cũng khá là đẹp đấy, nếu mà các bạn chơi Zata thì mình nghĩ là Zata so với trang phục Zata 2S kia thì mình nghĩ là trang phục Zata tác giả đương đại thì vẫn là có cái gì đó cũng rất là đẹp. Hiệu kỹ năng những cái trang phục Sdream anh em, mình thấy là những trang phục Sdream như là trang phục Lavin chiến thần MOBA này, hay là trang phục Zata tác giả đương đại này, hai trang phục này cực kỳ đẹp. Hiệu kỹ năng kiểu rất là xịn sò, kiểu hình con khủng long anh em, hình con khủng long. Thì các bạn xem video clip mình thì đừng tiếc một lần like và đăng ký kênh, một lần bình luận video phía dưới cho mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Sử dụng một ép tuyệt sắc này. Đa tiến hóa này. Quay mọi người ạ. Thôi. Khả năng nick này phải quay hết rồi mọi người ạ. Rồi, thì hiện tại thì mình đã nhận được trang phục Zata tác giả đương đại nha. Thì nick này mất tầm khoảng 2.000, đúng 2.000 con huy anh em. Đúng 2.000 con huy nó mới ra. Đấy, thì để các bạn có thể săn trang phục này thì các bạn có thể chuẩn bị cho mình tầm 2k con huy. Đó, thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào nhận thôi. Thì như mình đã chia sẻ các bạn rồi, thì trước khi các bạn tham gia sự kiện ấy, thì các bạn nên vào hòm thư, các bạn xóa vào hòm thư đi, để nếu các bạn nhận cái phần thưởng vào hòm thư này mà đầy thì các bạn sẽ mất một phẩm nhé. Ok, thì sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây và các bạn xem hết video clip mình. Và chào các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo, bye bye.